Các bạn tạm 190.000 thôi. Mình 195.000 các bạn ạ. Đó. Ok các bạn nha, mình sẽ lấy miếng đậu hũ tươi này, giá của nó là 4.000 các bạn ạ. Cái này 5.000 năm các bạn ạ. Ồ, cái này món đầu tiên của mình, 5.000 năm. Mình lấy non coca nhé các bạn nha, cái này 6.200. Mình lấy gói Fami các bạn ạ. Mình lấy gói này nha các bạn, Fami sữa đậu nành, ok. Đây các bạn ạ, 4.000 bánh Cucubus. Đây Cucubus. Chiến thuật của mình là mua những đồ rẻ nhất các bạn ạ. Và những đồ đang giảm giá. Ok, bây giờ mình đi mua thế này các bạn ơi. Giá 5.8 nghìn các bạn ạ. Các bạn ơi, mình chưa khô máu, mình mua toàn muối thôi các bạn ạ.